Mắt đẫm lệ, với những đóa hồng trắng trên tay, bạn bè và người thân của 39 nạn nhân được phát hiện hôm 23 tháng 10 tử vong trong thùng lặn xe tải ở Anh. Ngẹn ngào khi các thi thể đầu tiên được hồi hương về tới Việt Nam hôm 27 tháng 11. Đoàn xe cấp cứu lăn bánh giữa đám đông đưa tang ở Diễn Châu, Nghệ An, nơi nhiều người trong số 39 nạn nhân đã khởi hành bắt đầu chuyến đi tuyệt vọng. Trong đó có Hoàng Văn Tiếp, 18 tuổi, người từng nài nỉ cha mẹ giúp anh bắt đầu cuộc sống mới ở Anh. Thì cảm thấy là cũng không còn lo lắng nữa, mà trong thời gian chờ đợi thì giờ cháu cùng về với gia đình rồi, thì theo nguyện vọng của gia đình thì giờ đấy thì linh mục đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn của cháu. Các nạn nhân thiệt mạng trong độ tuổi từ 15 đến 44, gia đình họ đã bồi hồi lo lắng không biết làm sao đưa được xác người thân về nhà. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thân nhân phải trả chi phí cho việc hồi hương thi thể về Việt Nam với giá gần 3.000 đô la mỗi trường hợp. Chính phủ Việt Nam có thể ứng trước chi phí và các gia đình phải hoàn lại. Công an Việt Nam đã bắt giữ 10 người có liên hệ tới vụ việc. Tài xế xe tải người Anh hôm 25 tháng 11 thừa nhận đã lên kế hoạch hỗ trợ di dân bất hợp pháp và thu nhận tài sản do phạm tội mà có. Vụ này phơi bày kỹ nghệ vận chuyển người bất hợp pháp, đưa người nghèo ở châu Á, châu Phi và Trung Đông vào những cuộc hành trình nguy hiểm sang trời Tây. Tại Việt Nam, khó khăn về công ăn việc làm, thảm họa môi trường và những hứa hẹn tiền tài nơi miền đất hứa là những yếu tố thúc đẩy người ta ra đi.